nhau chi mà quen lệ bờ mi. Tình dù chưa phai không tránh được tử vi. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi phai. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình muối sát sao không mặn mới ơi. Trăng nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời ân tình không tan, trọn đời riêng mang. Xin mến chào tất cả các bác. Các bác có biết là các bác đang nghe trên loa gì không các bác? JBL 6015, KT12, hay là MV12, hay là 712? Không đúng đâu nha. Hôm nay như hôm trước em đã có một cái video mở hộp con hàng của chúng ta đây, CSD 2000, hàng China loại 1 các bác nhá. Đây, các bác có thể thấy. Cái loa này là loa nằm, loa treo tường, treo cao. Nên hôm nay em để cao hơn một chút, để với mức cao hơn đầu em 10cm thôi nhé. Một bộ cấu hình thì như các bác thấy đây. Có một Yamaha P7000S, một chiếc Van K6, một chiếc MIG UG-X10. Nhưng mà các bác thấy đây, em đang để trên vang số tất cả đều là cân bằng. Mic, music cân bằng hết các bác nhé. Thì không, em đang không sử dụng vang số để mà căn chỉnh cái gì hết, các bác có thể nhìn thấy. Đây, để cân bằng hết. Để cân bằng hết rồi, thì các bác đã thấy đấy. Tiếng nó đã đánh ra rất là hay. Tiếng bass thì không bị ù các bác nhé. Rất là êm, tiếng bass rất là êm, tiếng chép cũng rất là hay. Đấy, thì em sẽ tiếp tục em chuyển một bài. Đây, bài đây. Em sẽ cho to nhạc một chút. Đấy, cho các bác nghe. Tiếng bass cực kỳ êm, ấm, mượt. Tiếng chép thì nó nghe rất là nhẹ nhàng. Đây là em cái cắm qua vang số rồi, chứ em chưa xử lý. Đó nhá, chưa xử lý qua vang số. Nghe đã đầm như này rồi. Đây, xử lý qua tí nữa thì nghe cực kỳ hay. Nên tại sao BMW 2000 rất là hay, nó bản nâng cấp của BMW 1000. Và tiếng bass của nó rất là mềm, các bạn nhé, không bị ù một chút nào luôn. Rất là êm ái, êm tai, các bạn có thể nghe thấy. Đằng trước video thì em có hát một đoạn, các bạn nghe thấy là tiếng hát nó rất là hay. Đấy. Đối với BB 2000 thì chúng ta nên sử dụng cục đẩy P7000S các bác nhé. Sử dụng P7000S thì sẽ là ok nhất. Giá cũng đã rất ưu đãi rồi. Giá hiện tại là 4.800.000 đồng. Chưa bao ship đâu nhé. Nhưng đôi BMW 2000 này thì không thể thấp hơn được nữa rồi. Giá đã rất là tốt cho các bác. Nguyên thùng. Nguyên thùng. Rất là êm tai. Em cứ ngỡ là nó phải tiếng bass nó phải ù lắm, nhưng mà thật ra là nắp như này tiếng bass không ù một tí nào luôn. Nghe cực kỳ hay, trong vắt, cực kỳ mềm mượt. Để treo cao này quá hợp lý, những đôi loa nằm nên để cao hơn đầu mình tầm 20cm, 10-20cm thì nghe tiếng rất là hay và không bị hú rít các bác nhé. Hầu như không bị hú rít. BMW 2000 China loại 1 các bác nhé. Rất là hay. Và bộ cấu hình này thì tuyệt vời luôn. Một bộ cấu hình
rất là tuyệt vời. Thử nghe một tí nhạc remix. Đây, các bác có thể nghe thấy tiếng nó đầm cực kỳ luôn, cực kỳ đầm, không thể chê được. Em thật là chưa chỉnh sửa đâu nhé. Các bác có thể soi lại con vang số của em. Đây, vang số của em chưa chỉnh sửa gì. Phần mic cả phần music đây đang kết nối không nhá, đang connect này. Các bác có thể nhìn thấy đang connect đây. Đấy, reset này. Reset luôn. Đấy. Đấy, các bác có thể nghe thấy cực kỳ đầm luôn. Chưa chỉnh sửa qua vang số, tiếng đã cực hay rồi. Quá chất. Với một giá tiền rất là hợp lý, một bộ cấu hình này cũng quá là chất luôn. Rồi, bắt đầu có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với Hai Xuân điện thoại bên dưới giúp em, hoặc truy cập vào trang web Thắng Cao Audio để xem những cấu hình karaoke mới nhất bên em. Bên em thì chuyên cung cấp karaoke. Các bác có thể tham khảo cấu hình này và giá tiền từng sản phẩm các bác nhé. Hẹn các bác ở những clip lần sau. Hôm nay là video Tết âm các bác nha. Chào tất cả các bác.